làm về thấy cháu tới là đang dọn dẹp nhà cửa. Thì thấy cũng như là dễ thương, cũng thấy hài lòng. Hồi đó là cô tắm trong quả thì chui ra, mà bây giờ chắc là trong quả dưa hấu chui ra. Rồi mỗi lần con thấy mẹ con lẩn trốn, mẹ nhìn kiểu mẹ khó, cho nên là từ đó là trốn đâu có dám. Là nói mẹ con ruột, không ai nói đúng, con dâu mà mình rồi. Nói con dâu người ta nói là mình giỡn, người ta không có tin. Có mấy bạn con nói là để học hỏi cái cách nói chuyện của mày với mẹ chồng mày, về mốt tao có mẹ chồng tao nói chuyện, tao nói áp dụng quy trình ra khỏi đúng nhà. Tại vì không phải là cái ai giống ai không đâu. Không phải ai cũng vậy đâu. Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thưa quý vị, và bây giờ ta sẽ bắt đầu trò chuyện với mẹ chồng nàng dâu nha. À, xin chào gia đình chồng chú. Mẹ chồng nàng dâu. Chào chị. Chào chú Quyền Linh với bé Lê Lộc. Dạ. Bây giờ xin mời chị giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình được biết ạ. Chị tên là Đinh Bích Liên. Dạ. Năm nay 56 tuổi, chị ở 18 Phó Đức Chính, quận 1. Chị kinh doanh đồ phụ tùng xe hơi. Rồi chị có mấy con dâu? Chị có hai con dâu, một con rể. Này dâu lớn hay dâu nhỏ? Này dâu lớn. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, con tên là Dương Thị Ngọc Mỹ. Hiện tại thì con có hai bé, là một bé trai với một bé gái rồi. Dạ, con đang ở chung với mẹ. Chị làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Dạ, làm dâu khoảng 10 năm. Dạ, 10 năm luôn. Khoảng 10 năm luôn á hả? Suy nghĩ của chị là giống như là mình đặt đâu ngồi đó, nhưng mà tự nhiên bất ngờ bữa đi làm về thấy cháu tới là đang dọn dẹp nhà cửa. Thì thấy cũng như là dễ thương, cũng thấy hài lòng. Rồi cũng hỏi thăm, hỏi về gia đình, về cháu này nọ thì thấy cũng rất là dễ thương. Thành ra là cũng chấm là để tìm hiểu. Nó còn giấu. Tới chừng mà về đột ngột thì thấy là dọn nhà đó, là thấy là cô tắm trong quả thầy đó. Là lúc đó là cũng thấy được hả cô hả? Thấy được rồi. Nhà đó. Thế là mình vô tình mình làm thiệt chứ không phải là mình cố tình mình diễn. Vô tình. Vô tình bữa đó chị về. Thì mấy cô con dâu mà chuẩn bị nhà chồng mình giả bộ mình vô mình lau nhà. Vô tình bữa đó chị về sớm mới gặp. Tại vì lúc mới quen chồng con. Xong rồi mỗi lần con thấy mẹ con lẩn trốn. Tại vì con không có biết cách xã giao, không biết cách giao tiếp với người lớn á, nên mình sợ, như là cái tốt nhất là mình nên trốn đi cho nó. Trốn hoài vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Trốn bao nhiêu lâu thì mới xuất hiện gặp trốn mẹ con? Trốn mấy tháng rồi mẹ hả? Chắc 2 tháng quá. 2 tháng? Dạ. Là cái bữa đang dọn nhà mới tình cờ phát hiện đó, mình giật mình đúng không? Dạ đúng rồi, giật mình. Bữa đó giờ sao? Là lúc đó là lần đầu tiên gặp mẹ hả chị hả? Mà lần đầu tiên á thì là em vô em kiếm chồng bây giờ á thì cũng có gặp mẹ rồi, nhưng mà mẹ nhìn kiểu mẹ khó, cho nên là từ đó là trốn đâu có dám. Rồi cái lần tiếp xúc lần thứ hai đó là thấy làm sao? Là bắt đầu mẹ mới qua mẹ nói chuyện. Lúc đó mẹ đi về mẹ thấy mẹ nói con là gì? Thì trong đầu suy nghĩ là giống như là nhà mình, cảm giác đó mình nghĩ giống như là có nhà mình tự nhiên có cô tắm ở trong một quà thì chui ra. Nhưng mà sau này cái chị cứ gẹo hoài, nói hồi đó là cô tắm trong quà thì chui ra, mà bây giờ chắc là trong quà dưa hấu chui ra. Hồi xưa có gọn gọn dễ thương lắm. Con về con làm dâu con lên 45kg. Trời. Con tính phấn đấu bằng mẹ chồng luôn hả? Hồi đó mẹ con cũng không mập vậy đâu. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi hai mẹ chồng cùng lên ký một lúc luôn hả? Dạ đúng rồi. Mẹ mập lên là tại con. Tại vì mỗi lần ăn uống gì cái đi ngang cái mẹ ăn thử đi, mẹ ăn thử đi ngon lắm, mẹ ăn thử đi ngon lắm. Bởi vì con mà mẹ lên tới mấy chục ký á. Thôi vậy cũng được, đồng điệu. Hai mẹ con rồi giống như là cùng màu cùng chất với nhau luôn. Rất là hợp nha, hai người rất là giống nhau luôn á. Khách nào mua hàng là nói mẹ con ruột, không ai nói giống, con dâu mà mình nói con dâu người ta nói là mình giỡn, người ta không có tin. Không tin, kêu là con ruột. Với lại cách nói chuyện của em với lại mẹ cũng thoải mái á. Nên là người ta cứ nghĩ là con ruột chứ không nghĩ con dâu. Hợp về ăn uống là rồi nè ha. Dạ. Về số ký số cân cũng hợp nhau. Rồi còn hợp nhau gì nữa? Nói chung là 90% là hợp hết. Chị đó hả? Tối ngày nó chọc ghẹo rồi nó cứ nói chuyện, rồi cái cảm giác mình cũng hay thích đùa giỡn nói chuyện nè. Với con dâu là không có phần cách. Dạ. Giống như là nhiều lúc mình cảm giác giống như mình với nó là bạn vậy đó. Không vậy vui mà, thật ra trong cuộc sống á mà chúng ta cứ đừng có nghĩ gì nó quan trọng quá. Chúng ta hãy là bạn của nhau cái đã, cho nó vui cái đã. Nhưng mà vẫn bạn phải có tôn đúng, trật đúng. Tự đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vậy bạn bè con hay hỏi là mẹ chồng mày có khó không? Kêu là mẹ chồng tao khó thiệt.
nhưng mà khó đúng. Những cái mà mẹ con khó là chính xác là đúng chứ không có sai. Còn những cái mà người ta thấy sao mẹ mày dễ mấy cái đó quá thì những cái đó dễ là bình thường không gì hết. Mẹ la mẹ dâu dữ không? La thì không có la, nhưng mà ví dụ như là nói chung là mình là người Bắc, dâu thì này là người Nam. Nhiều khi những cái danh từ hay những cái câu nói ban đầu á thì chưa được hiểu ý. Nhiều khi mình nói thì mình hay chỉnh sửa hay là mình hay dạy. Ví dụ như là mới gần cưới thì chị cũng kêu ngồi nói chuyện. Chị nói là con vô nhà mẹ thì mẹ không phải là khó, nhưng mà gia đình thì nề nếp gia giáo từ đó đến giờ. Mẹ chỉ yêu cầu cái thứ nhất là lễ phép, thứ nhì là siêng năng, còn ngoài ra tất cả các cái không biết thì mẹ dạy từ từ cho biết. Chứ mẹ không bắt là phải biết hết. Thì nói chung là trong gia đình thì cũng mượn người giúp việc, thành ra là chủ yếu gia đình chị thì chị có chủ yếu là về là kinh doanh, còn công việc thì đã có người giúp việc hết, thành ra là Mỹ cũng không phải làm gì cái công việc nhà nhiều. Chị có thỉnh thoảng người giúp việc mà nghỉ thì cũng như là mỗi người một chân một tay vậy đó, cho xong vậy thôi. Nhưng kinh doanh hợp với mẹ không? Hợp. Ban đầu thì có những cái mà chưa hiểu ý á, thì nhiều lúc á, mình nói theo cái ý mình là bình thường, nhưng mà chị này hiểu sai đi thì cũng như là cũng tự ái, cũng có lúc tự ái đi và là thấy chị đi thẳng vô lần hồi ra thấy mắt ướt ướt là biết là chắc là không hiểu ý thành ra. Chứ còn thật sự là hồi đó chị nghĩ chị làm dâu á, mẹ chồng cũng hơi khó, là cái chuyện như trong lòng lúc đó suy nghĩ mai mốt chắc mình có dâu chắc mình thương dâu lắm, miễn sao nó lễ phép với mình thôi, nhưng mà mình sẽ thương dâu, mình thương nó thương mình. Đến lúc nào mình cũng có cái không có khoảng cách, mình nghĩ là mình thương nó như con gái thì nó cũng thương mình như là mẹ ruột thôi. Cảm giác của chị như vậy, thành ra là lúc nào chị cũng muốn là gần gũi. Thậm chí có những lúc mà chị đi chơi hay đi công việc á là chị cứ gọi điện, mẹ mẹ đang đâu vậy, chừng nào mẹ về. Cái chị nói ủa mẹ đi đâu kệ mẹ, tự nhiên cái con kêu mẹ về, bộ con khác sữa mẹ chồng á. Thế bắt đầu chị nói mẹ về đi, không có mẹ nhà buồn quá này kia nọ vậy. Có những lúc đi uống cà phê bạn bè buổi tối, mẹ sao giờ này mẹ chưa về, mình cũng giỡn mình nói không có con dâu nào mà mẹ chồng đi mà tối ngày cứ kêu về. Cái nó nói mà cũng không có mẹ chồng nào mà giờ này đi chơi chưa về. Chung là kiểu mẹ con hợp nhau là nói chuyện nhau cho vui, đúng giống không? Như là kiểu như là gần gũi, yeah. Mà cái phản xạ tự nhiên chứ cũng không có phải là tự nhiên mình muốn nói như vậy. Tự nhiên mình ngẫm thì mình thấy mắc cười mà cũng vui. Thật ra có sự thân thiết mới dám như đúng vậy. Rồi tự nhiên nó bộc phát á, giống như tưởng như là bạn mình nó giỡn luôn vậy đó. Đúng rồi. Có mấy bạn có nói là để học hỏi cái cách nói chuyện của mày với mẹ chồng mày, về mốt tao có mẹ chồng tao nói chuyện. Con mới nói là nhưng mà áp dụng quy trình ra khỏi đúng nhà tại vì không phải là cái ai giống ai, không phải ai cũng vậy đâu à. Đôi khi phải hợp với nhau nữa đó. Là mẹ con đi chơi con cứ suối con rồi đó, 10 giờ rồi bà nội chưa về, điện thoại cho bà nội đi. Nội về chưa, nói chút nữa bà nội về làm gì điện hoài. Con ở trên phòng nhưng mà con coi camera ở dưới là con thấy mẹ con đi cũng phải điện thoại. Là tại sao, lý do gì? Tại vì thói quen là mẹ đã ngồi đó rồi mà mẹ đi cái là phải điện thoại. Là bắt mẹ phải ngồi chỗ đó mới chịu. Ờ, nhưng mà bây giờ mình còn mất nước nữa không? Dạ không, hết rồi. 10 năm rồi. Hồi đó con cứ mắc ướt hoài à, nhưng mà giờ hết rồi. Nhưng mà đó mẹ con la con tổn thương con đi. Tại vì con mới quá, xong rồi cái mẹ dạy thì mình lại nghĩ là mẹ la. Chứ mình không nghĩ là mẹ dạy, mà lúc đó con cũng không có phải là biết kinh doanh hay là biết cái gì, thì mình suy nghĩ theo cái hiểu cái ý đó là mình nghĩ vậy là đúng rồi. Nhưng mà tại sao mẹ lại chỉ mình cái kiểu khác hơn thì mình lúc đó mình chưa hiểu thôi, cái mình tủi thân. Không cãi lại. Không dám cãi. Không dám cãi, nó mới mà đâu dám cãi. Chứ sao mày cãi tới luôn. Dạ, không dám luôn. Mấy cái đó mà cái nào tại dặn trước là rồi là bước chân vào nhà mẹ là phải lễ phép, thành ra là không đứa nào dám cãi hết á. Nhưng mà sau này lỡ những cái chuyện mà không hiểu ý mẹ thì mình bằng cách nào cũng giải quyết được hết á chị. Tại vì kiểu như là mẹ chồng với lại mình hiểu ý nhau rồi cho nên là mẹ con nhắn tin từ từ. Mẹ nhắn tin dài lắm vậy đó hả? Có dấu không? Có dấu. Dạ có dấu. À. Mẹ con nhắn tin có dấu dễ đọc, chứ nhắn dài mà không có dấu mệt lắm á. Một tờ A4 luôn á chú. Trời ơi. La la hả hay sao? Dài nhưng là tập làm văn vậy á. Không nói thẳng đâu mà phải nhắn tin. Nhiều khi nói thẳng thì có những lúc đông người có những cái tế nhị, yeah. Không có nói mà nhắn tin thì mình thấy là nó có hiệu quả hơn. Dạ đúng rồi, con thấy nếu mà với cái tính cách con thì mẹ con nhắn tin thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ở nhà là mẹ con kép mấy đứa con luôn, cả con trai con dâu con rể cần gì là đại đa số là chị nhắn tin. Hồi nãy cô nói là hai mẹ con 90% là hợp nhau. Đúng rồi. Vậy còn 10% còn lại là cái điều không hợp hả cô? Cái đó là không phải là không hợp mà giống như là chưa vừa lòng.
chưa vừa lòng, nhưng mà góp ý từ từ. Ví dụ như là chuyện, ví dụ như xuống kinh doanh thì phải xuống sớm, nhưng mà tuổi trẻ bây giờ là dậy trễ, sáng nào cũng phải gọi điện, sáng nào cũng phải gọi điện. Cái nhiều khi nói sao mẹ cứ nói hoài, con phải để ý, con phải để chuông báo thức chứ sao mà cứ để cho mẹ phải gọi hoài. Thường thường con dâu là phải tự động dậy mà mình cứ phải gọi như vậy. Nhưng mà nhiều lúc mình suy nghĩ xong cái mình dập tắt ý nghĩ là thôi thời buổi giờ mình cũng phải cũng như thoáng một chút. Tại vì tuổi trẻ nhiều khi nó kinh doanh online, nó kinh doanh trong những cái giờ mà nó thức khuya đó, thì thôi thông cảm, sáng dậy trễ một chút. Nhưng còn cái mà chú nghĩ không biết có hợp hay không nhá, là chăm con đó. Vậy thì bà nội chăm hay là con chăm hay là... Cả bà nội, cả mẹ đều chăm chung hết. Con cũng nghe mẹ với lại dạy theo cách của mẹ nhiều. Thường là nếu mà mẹ dạy thì con im, còn ngược lại con dạy thì mẹ con cũng im. Giống như là nhiều khi mà con tức lên hay là cái gì đó thì mẹ con cũng im, chứ mẹ con không có binh. Thì sau đó nếu mà con có lố, có sai á, thì mẹ con sẽ nói riêng con là nãy là con ấy là hơi sai, nhưng mà mẹ không có binh. Tại vì nếu mà binh thì con nó biết là con sai á thì nó sẽ không nghe nữa, hay là nó cái gì đó. Nhưng mà bà nội cũng không có binh, mà binh sau lưng thôi. Dạ đúng rồi, binh sau lưng. Đây là một cái sự hợp tác để dạy dỗ con cháu. Dạ. Chứ có những gia đình họ mâu thuẫn với nhau chuyện đúng này. Rồi. Dạ, đúng mà rồi. Con dâu làm gì mà sai là nó không được đánh, nó không được la nó, không được hù nó như vậy. Cái con nó ủa con để con hù chứ. Như vậy nó sẽ gọi là vỡ trận á ha. Dạ đúng rồi. Còn đây là hai người rất hợp tác với nhau. Còn một chuyện nữa. Vợ chồng. Đúng rồi. Cái lộn á, mẹ có đứng ra binh không? Mẹ có can không? Mẹ binh đứa nào? Dạ mẹ binh con. Lúc nào mẹ cũng binh con, ví dụ bất cứ chuyện gì xong là thí dụ mà có cãi nhau cái là mẹ nạt chồng con trước. Xong rồi còn con thì mẹ nói sao, mẹ nói là biết cái tính nó vậy rồi im đi, đừng nói gì hết, kệ nó. Bất cứ chuyện gì luôn. Với lại á, hồi trước là có một đợt là cũng gần cưới hả mẹ ha. Xong rồi cái chồng có con bé kia nó nhắn tin cho chồng con. Nó nói là anh ơi cái gì á, xong rồi cái con thấy, xong rồi cái con khó chịu á, con không có dám nói với mẹ chồng. Xong con tự nhắn tin là em ơi chị nói cho em nghe nè cái gì á. Xong rồi nhắn tin xong rồi mới xuống mét với mẹ chồng là mẹ ơi con bé vậy á. Xong rồi mẹ chồng kêu là trời ơi con nhỏ này sao nó hiền, mấy đứa đó mà còn em ơi chị nói cho em nghe nè. Chứ mẹ kêu làm sao chị? Mấy đó là phải giữ, có gì phải nói mẹ là mẹ dẫn đi mẹ xử hết. Trời ơi tao nói cho mày nghe nè. Có nghĩa là trước mắt là mẹ nghe cái là mẹ bộc phát là mẹ phải chửi trước một cái rồi. Xong rồi nữa con tức chùm nghe, thấy đó là không được nói gì đàng hoàng với nó. Nó thừa biết vậy rồi mà nó còn vậy là con phải nói vậy mà nói chuyện đàng hoàng rồi nó không có sợ là mình phải nói dữ lên. Giống như vậy hả? Nhưng mà lúc mà chị có bầu đó, chị sanh đó, rồi mình ở cử nữa, chắc mẹ cũng nấu đồ ăn cho mình dữ ha. Không có giúp việc, có giúp việc à nữa. Vậy hả, là mẹ thuê giúp việc xuống để chăm luôn, có nghĩa là mình chỉ việc là do lo sức khỏe của mình với lại lo chăm con thôi. Nói chung là mẹ cũng chu đáo. Khoảng thời gian chị sanh em bé đó, mẹ chăm sóc chị như thế nào? Sao đi lạc. Mình làm bầu, cái bụng mình bầu bự rồi, mình đi vô chổng mà mẹ con sợ là con đi lạc. Mẹ con dặn là cái đường này nha, con nhìn là phải này nha, coi chừng đi lạc, lúc cuộc mẹ con đi lạc. Đó đó, cái bụng con dày rồi mà mẹ còn sợ ở trong đây đưa con đi lạc nữa mà. Mẹ con đi lạc. Dạ. Đi qua đường á là kỳ cục, không có mẹ chồng nào vậy hết. Con cái đường nhà con đường kia con băng qua bên đường thì cứ để con đi đi. Cứ để con đi một hơi qua đi. Con đi giữa đường kêu, "Ê xe con dừng, con ngoái lại là con." Là còn nguy hiểm hơn. Dạ, đúng rồi. Đang đi bữa kêu ê hoài sợ không dám măng mà luôn á. Mẹ con đặc biệt là đi đâu á không cho đi xe máy là đầu tiên. Rồi cái thứ hai thì đó, băng qua đường là sợ. Rồi không cho đi du lịch, không cho đi máy bay luôn. Trời khi nào đi máy bay mẹ sợ quá, mẹ thấy chuyện mình nhớ xui đuổi nhiều khi là mình là một trong số đó rồi sợ không đi máy bay. Nhưng mà hổm con được đi rồi là lần đầu tiên đi. Còn mẹ con là hồi đó giờ đi một lần là nhà có nhu cầu đi chơi á, nhưng mà mẹ kiểu như mẹ sợ đi Đà Lạt không cho, dám cho đi xe, sợ đi Ninh Đèo rồi nè. Cái gì cũng bị, sợ dạ đúng rồi, mẹ bị bao bọc trong cái khung an toàn, không có dám bước ra khỏi cái vòng an toàn này nọ. Nhưng mà sau này thì đỡ, có con cháu cái bà nội cũng muốn là cho đi chơi này nọ mới đỡ, chứ hồi đó là không được đi đâu luôn. Nhưng mà bao bọc quá thì có làm cho chị khó chịu không? Không, quen luôn. Quen luôn rồi hả? Dạ đúng rồi, con quen luôn, con bị thích nghi luôn. Xong rồi thầy đó thì con đi chơi nhiều, xong rồi sau này lấy chồng vậy cái con cứ ở nhà không. Cái đó mẹ ơi sao tự nhiên bữa nay con đi ra đường với cảm giác con nó kỳ quá mẹ ơi. Chạy xe buổi tối con không dám chạy chú, con không dám chạy xe máy buổi tối. Ở trong con chỉ đi mua sinh tố hay là mua cái gì gần nhà con thôi, mà con chạy xe buổi tối con sợ, có giống như có ai đi chạy sau lưng con, cứ đi theo con giống như con bị ảo vậy luôn. Mẹ ơi chắc ở nhà nhiều quá tụi con bị gì bị nhát. Đúng rồi, ở nhà riết rồi nó bị ì á. Dạ đúng rồi, thì đâu cũng sợ luôn, chứ con mới hết. Nói chung là đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu á, rất là hợp với nhau về tất cả mọi thứ, gần như là
mà sống cho nhau, yeah. chơi với nhau, những người bạn với nhau. Ngoài cái chuyện mẹ con ra còn là bạn với nhau, rất là thân quen luôn. Hầu như là đó vắng chút là đã nhớ rồi. Hôm nay thì con dâu có muốn nói gì với mẹ mà mong muốn mẹ có thay đổi điều gì trong cuộc sống? Tất cả thì nó cũng hài hòa hết rồi, không có gì hết. Nhưng mà cái thay đổi nhiều nhất mà nguyên gia đình con nguyên gia đình con muốn mẹ có thay đổi luôn là mẹ con chơi Facebook nó hơi dằn dằn lại chút xíu. Chơi quá luôn hả? Dạ không phải là mẹ con quay clip hay là cái gì mà mẹ con chơi Facebook mẹ con up hình đó chú. Mẹ con up một lần 4 mấy tấm, 3 mấy tấm. Có khi một ngày mới có tới hả 4-5 giờ chiều mà mẹ con post 3 bài rồi. Mấy con mới comment vô mẹ ơi 3 bài rồi đó mẹ. Sáng giờ 3 bài rồi người ta vô người ta cười quá trời. Mà hình đâu chụp nhiều vậy? Mẹ con tự chụp nha. Vậy nè, cái cảnh sau lưng cái nha. Cái nghiêng qua đây là một tấm rồi đó. Rồi nguyên bên đây tấm, bên đây tấm. Là cái cảnh là mẹ chỉ cần chụp cái khung cảnh ở đằng sau thôi. Là dài chục tấm luôn hả? 45 tấm chú. Rồi còn không thì đi chụp con cháu ví dụ vậy tấm. Vậy tắm hoặc là cái mặt khác cái lặng tắm dạ rồi xong rồi 1 giờ sáng ốp hình mẹ con nhiều khi hả mỗi lần mà đi chơi về á cái con với em chồng con bé em chồng em ruộng nè tiên con lấy thuốc huyết áp cho mẹ hay là gì để sẵn đi tại giờ mẹ chỉnh hình tới khuya lận á là chỉnh vô online để chỉnh màu vậy đó hả? Dạ xong rồi ốp xong rồi bữa hỏi con của con á tại vì con trai lớn của con nay nó 9 tuổi rồi xong rồi bà nội post hình nó vô nó comment bài của bà nội là tài khoản Facebook của bạn đã bị khóa vì chúng tôi không thể tải hình ảnh lên hết được 45 tấm. Bà nội nghe giật mình luôn hả? Tưởng thiệt hả? Bà nội giật mình. Bà nói sao con nói kỹ đó, con nói thiệt mà nội. Vậy bữa nào nó chụp hết hình trong nhà rồi đem 60 bộ bàn ghế ra chụp hình bàn ghế đăng cho nó thay đổi. Thôi rồi con với em chồng con thấy là sao mẹ cực quá, mẹ chụp có cái mặt chỉ đúng một kiểu cười vậy thôi nhưng mà là sau lưng là cảnh khác hết nha. Coi như quay vòng cũng dạ. Có cái mặt không ha? Dạ đúng rồi. Thôi cái con với em chồng con mới lấy hình của mẹ chồng con ghép vô là cho mẹ đi Dubai, cho mẹ đi Singapore nó nè mẹ đừng có chụp chi cho mỗi tay để con ghép cho mẹ. Nó vui lắm. Cũng là niềm vui của mẹ đúng không mẹ? Mẹ hay nói cái đó là niềm vui của mẹ, đừng có cấm mẹ này. Nó nói, con nó có cấm đâu nhưng mà mẹ chơi Facebook nó phải vô bài bản chút xíu. Ủa nhưng mà con cấm gì con đừng coi thôi chứ mắc mớ gì người ta. Facebook của ta muốn đăng thì ta đăng chứ. Nhiều lắm chú, đăng nhiều. Thì con đừng vô coi. Coi nhiều quá nó mệt. Con cháu đông rồi cái mình nói là giờ mình có gì mình khoe ở đó dạ. Thì cứ mấy đứa có 6 đứa cháu rồi cứ nói đây là 6 cục vàng rồi 6 hột xoàn. Nói hột xoàn rồi ta không biết nói mình hột xoàn mình đó, biết nói kỳ lắm chú. Đăng cáp là đúng tên 6 đứa cháu luôn nha. Dạ đúng rồi là giờ hôm nay 6 cục vàng lên chơi với bà nội bé lên hết đủ tên. Cáp dài quá luôn hả? Dạ. Đi ghi đủ họ tên nghe luôn. Đủ họ tên luôn. Ở nhà này chị nói trước rồi là chắc là chương trình này là lên nói xấu mẹ chồng. À, mẹ con chụp hình kỳ lắm. Mẹ con chụp hình con thấy ghê lắm. Em con nữa chụp thấy ghê lắm. Mỗi lần là mẹ con mà đăng hình là chú bắt buộc là con phải vô con coi. Hình ghê lắm. Con nói mẹ ơi mẹ xóa cái hình đó được không? Mà nhiều khi mẹ chụp nó mẹ chụp kỳ quá mà mẹ đăng lên á con bị khùng á mẹ chụp mà mẹ đâu phải là mẹ không biết đâu cái nào đẹp để mới đăng chứ không lẽ mẹ đăng xấu mà con vô xấu mà con vô đăng cái mặt con kỳ lắm. Áp lực quá hả? Mỗi lần mẹ đăng là phải kiểm tra con có hình con mẹ đăng mẹ còn tát con vô nữa người ta qua Facebook hình con đẹp muốn chết còn mẹ không dùng app nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mẹ chồng thì có mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì nói chung là cũng hài lòng nhiều nhưng mà riêng cái chuyện mà là phải dậy sớm để công việc cho nó đúng cái giờ giấc thì nó sẽ ok hơn. Chị cũng rất là thương cháu mà cháu cũng rất là thương chị nên là cũng rất là vui là được như vậy. Bây giờ mình ra điều kiện đi, một là mẹ đừng đăng hình Facebook nhiều quá để con dậy sớm vậy thôi. trao đổi đó. Bạn bè con nó cũng nói là hay xin vía là có mẹ chồng giống vậy này nọ nói là bà sướng quá hàng gì bà mập lên hả kiểu vậy. Ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu rất là vui luôn á, ai cũng rất là thích cái phong cách này luôn. Chúc cho hai mẹ con chồng nàng dâu mãi mãi giữ cái phong thái như vậy, càng vui càng tốt. Chúng ta là sẽ là những người bạn thân thật thân để có thể thoải mái hơn nhiều, mặc dù ta cũng phải có giới hạn nào đó tôn ti trật tự ha. Rồi cảm ơn gia đình. Còn bây giờ đây là Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.